Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Ba Bồng TV. Thì hôm nay mình sẽ chơi thử tựa game PUBG trên chiếc Vivo X70 Pro nha các bạn. Phần đồ họa thì mình sẽ để là mượt, còn tốc độ khung hình là cực độ nha các bạn. Thì mình sẽ vẫn ưu tiên cho cái FPS hơn là đồ họa nha các bạn. Rồi, các bạn xem nè, rất là mượt luôn, cái màn hình cái này rất là đẹp các bạn. Ui da, ui sau lưng. Với tựa game PUBG trên chiếc Vivo X70 Pro, mình thấy chơi rất là mượt luôn nha các bạn. Mà máy cũng không có nóng, rất là mát luôn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video lần sau. Bye bye, see you again.